Các học sinh thân mến, trong video hôm nay chúng ta tiếp tục học môn toán lớp 4 sách kết nối tri thức bài 26 luyện tập chung tiết 3. Rồi các em có thể theo dõi toàn bộ video về chương trình môn toán lớp 4 sách kết nối của kênh Thành Đô Vlog bằng cách là các em gõ từ khóa toán 4 kết nối Thành Đô Vlog. Trong video hôm nay các em sang phần luyện tập 1 tính giá trị của mỗi hóa đơn dưới đây. Rồi ta có hóa đơn củ cải giá 12.000 đồng, sữa tươi giá 39.000 đồng, ngũ cốc giá 124.000 đồng. Như vậy tổng cộng của hóa đơn này là bao nhiêu đồng? Rồi các em thực hiện phép cộng 3 số. Rồi ở đây các em thấy 3 số này phần cuối đều có 3 chữ số 0. Vậy các em hạ xuống. Tiếp theo, 2 cộng 9 cộng 4. 2 cộng 9 bằng 11. 11 cộng 4 bằng 15. Viết 5 nhớ 1. 1 thêm 1 bằng 2. 2 cộng 3 bằng 5. 5 cộng 2 bằng 7. Hạ 1. 175.000 đồng. Hóa đơn thứ hai, cà phê 72.500 đồng, kẹo 43.000 đồng, bộ ấm chén 452.500 đồng. Như vậy tổng là bao nhiêu đồng? Rồi, các em thực hiện phép cộng 3 số hạng. Các em có thể đặt tính theo cột dọc 0 cộng 0 cộng 0 bằng 0, 0 cộng 0 cộng 0 bằng 0, 5 cộng 0 bằng 5, 5 cộng 5 bằng 10, viết 0 nhớ 1, 2 thêm 1 bằng 3, 3 cộng 3 bằng 6, 6 cộng 2 bằng 8, 7 cộng 4 bằng 11, 11 cộng 5 bằng 16, viết 6 nhớ 1, 4 thêm 1 bằng 5, 568.000 đồng. Tiếp theo là các em sang bài tập số 2. Mai và My cùng nhau gấp được 154 con hạc giấy. Mai gấp nhiều hơn My 12 con hạc giấy. Hỏi mỗi bạn gấp được bao nhiêu con hạc giấy? Rồi trước hết là chúng ta xác định dạng toán. Mai và My cùng nhau gấp được tổng cộng là 154 con hạc giấy. Mai cộng mi bằng 154. Mai gấp nhiều hơn mi 12 con hạc giấy. Tức là số con hạc giấy của Mai gấp được nhiều hơn số con hạc giấy của mi gấp được là 12 con. Nói cách khác là Mai trừ mi bằng 12. Mai trừ mi bằng 12. Như vậy mỗi bạn gấp được bao nhiêu con hạc giấy? Tức là Mai gấp được bao nhiêu con và My gấp được bao nhiêu con. Tìm số con hạc giấy của Mai và của My gấp được, tức là chúng ta tìm hai số. Khi biết tổng hai số bằng 154 và hiệu hai số bằng 12. Như vậy, đây là dạng toán tổng hiệu. Tổng là 154, hiệu là 12. Đối với dạng toán tổng hiệu thì các em phải xác định được đại lượng nào đại diện cho số lớn, đại lượng nào đại diện cho số bé. À, Mai trừ mi bằng 12, tức là Mai nhiều hơn mi. Do đó số lớn chính là số hạc của Mai và số bé chính là số hạc của mi. Rồi sau khi chúng ta đã phân tích được như thế này ra giấy nháp thì chúng ta sẽ hoàn thành bài toán này như sau. Các em giải bài toán theo một trong hai cách mà thầy giáo đã hướng dẫn các em ở các video trước. Cách 1 là các em tìm số bé trước. Cách 2 là các em tìm số lớn trước. Các em thích giải theo cách nào cũng được. Ví dụ ở đây thầy giáo tìm số lớn trước, tức là thầy giáo giải theo cách 2. Tìm số lớn trước, tức là tìm số hạc của Mai gấp được. Mai gấp được số con hạc giấy là số lớn bằng
Tổng cộng hiệu chia 2. 154 cộng 12 được kết quả bao nhiêu chia cho 2? Rồi các em tính xem bằng bao nhiêu? À, bằng 83 đúng không? 83 con. My gấp được số con hạc giấy là, số hạc giấy của My là số bé. Số bé bằng số lớn trừ đi hiệu, tức là 83 trừ đi 12 và bằng 71 con. Các em không thích thì các em lấy tổng trừ đi số lớn, tức là lấy 154 trừ đi 83 thì chúng ta cũng được kết quả bằng 71. Rồi đáp số Mai 83 con hạc giấy, My 71 con hạc giấy. Tiếp theo là các em sang bài tập số 3. Trong lễ hội trồng cây, trường tiểu học Lê Lợi và trường tiểu học Kim Đồng trồng được tất cả là 450 cây. Trường tiểu học Lê Lợi trồng ít hơn trường tiểu học Kim Đồng là 28 cây. Hỏi mỗi trường trồng được bao nhiêu cây? Trước hết là chúng ta cũng nên phân tích bài toán này ra giấy nháp. Rồi, hai trường trồng được tất cả là 450 cây, tức là Lê Lợi cộng với Kim Đồng bằng 450. Trường tiểu học Lê Lợi trồng ít hơn trường tiểu học Kim Đồng là 28 cây, có nghĩa là trường tiểu học Kim Đồng trồng nhiều hơn trường tiểu học Lê Lợi là 28 cây. Hay nói cách khác là Kim Đồng trừ đi Lê Lợi. Kim Đồng nhiều hơn thì Kim Đồng trừ đi Lê Lợi bằng 28. Hỏi mỗi trường trồng được bao nhiêu cây, tức là Lê Lợi bằng bao nhiêu và Kim Đồng bằng bao nhiêu. Rồi, tìm số cây mà trường Lê Lợi và trường Kim Đồng trồng được, tức là chúng ta tìm hai số khi biết tổng hai số bằng 450, hiệu hai số bằng 28. Bây giờ các em xác định xem là trong bài toán này thì đại lượng nào đại diện cho số lớn, đại lượng nào đại diện cho số bé. À, trường tiểu học Kim Đồng trồng được nhiều hơn. Như vậy số lớn chính là số cây của trường tiểu học Kim Đồng. Số bé chính là số cây của trường tiểu học Lê Lợi trồng được. Rồi sau khi đã xác định được dạng toán và chúng ta phân tích được như thế này ra giấy nháp thì các em sẽ hoàn thành bài toán này như sau. Các em giải bài toán theo một trong hai cách. Rồi bài tập trước thì chúng ta giải theo cách 2 rồi. Bài tập này chúng ta sẽ giải theo cách 1 cho nó khác đi. Giải theo cách 1 tức là các em tìm số bé trước. Số bé ở đây là số cây của trường tiểu học Lê Lợi trồng được. Trường tiểu học Lê Lợi trồng được số cây là, số bé thì bằng tổng trừ hiệu chia 2, 450 trừ đi 28 chia cho 2, và chúng ta tính được kết quả bằng 211 cây. Như vậy trường tiểu học Kim Đồng trồng được số cây là, số cây trường tiểu học Kim Đồng trồng được chính là số lớn. Số lớn, Kim Đồng là số lớn. Số lớn thì bằng số bé cộng với hiệu, tức là bằng 211 cộng với hiệu là 28, bằng 239 cây. Hoặc không thích thì các em lấy tổng trừ đi số bé, tức là lấy 450 trừ đi 211 thì chúng ta cũng được kết quả bằng 239. Đáp số trường Lê Lợi 211 cây, trường Kim Đồng 239 cây. Tiếp theo là các em sang bài tập số 4. Đố em đặt một dấu cộng vào giữa các chữ số để được phép tính đúng. Rồi chúng ta có tổng là 10.397. Hai số nào cộng với nhau thì bằng 10.397. Rồi ở đây chúng ta phân tích như sau. Tổng có chữ số hàng đơn vị là 7. Hai số hạng thì chắc chắn số hạng thứ hai có chữ số hàng đơn vị là 9. Bây giờ các em nhẩm xem là 9 cộng với mấy thì bằng 17 để chúng ta viết 7 nhớ 1.
À, 9 chỉ có thể cộng với 8 bằng 17 để viết 7 nhớ 1. Từ đó chúng ta suy ra 8 là chữ số hàng đơn vị của số hạng thứ nhất. Cho nên các em sẽ đặt dấu cộng vào giữa chữ số 8 và chữ số 1. Từ đó chúng ta có phép tính đúng. Đặt dấu cộng vào giữa các chữ số 8 và 1, ta được phép tính đúng. 9.268 cộng với 1.129 bằng 10.397. Rồi bây giờ các em sẽ kiểm tra lại phép tính này ra giấy nháp xem là có đúng hay không. 9.268 cộng với 1.129. 8 cộng 9 bằng 17, viết 7 nhớ 1. 6 thêm 1 bằng 7, 7 cộng 2 bằng 9. 2 cộng 1 bằng 3, 9 cộng 1 bằng 10. Như vậy là đúng bằng 10.397. Rồi như vậy là bài học hôm nay đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Chúc em học tốt.